Vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Em lên sóng nhanh cho các bác hai cặp loa của một là cặp là của Peeler, đấy, cặp còn lại là của Victor. Đấy, thì hôm nay mưa gió nhá. Mưa gió thì em gọi là chuyên cho các bác gọi là một cặp loa để gọi là các bác trải nghiệm. Đấy, cho nó biết thế nào là hàng bãi, được không ạ? Đấy. Thì hai cặp này thì như bình thường của nó thì ví dụ như mỗi một cặp này của nó sẽ phải khoảng là 550.000 một cặp. Đấy, nhưng mà hôm nay nhá, duy nhất trong ngày hôm nay, được chưa ạ? Đấy, chỉ một ngày hôm nay thôi này. Hôm nay là ngày cuối tuần nhá. Đấy, thì em khuyến mại một ngày hôm nay này. 450.000 một cặp, bác nào thích chọn cặp nào cũng được. 450.000 một cặp. Bác nào thích lấy cặp nào thì alo cho em cặp đấy, được chưa ạ? Ví dụ như thích bảo để cho anh cặp Victor này, chốt cho anh cặp Victor xong 450.000. Thích bảo lấy cặp Violer Q800 này, em ơi chốt cho anh cặp Q800 xong. Ok chưa ạ? Thế là thoải mái các bác nhá. Đấy thì bác nào mà thích cặp nào thì alo cho em cặp đấy. Đấy. Hai cặp này nhá, về công suất thì là nó giống nhau. Đấy, nó khoảng là 40W tổng hai loa. Và trở kháng thì con Victor này là 4 ôm. Con Peeler này là 6 ôm. Thì những con loa như này này các bác này, thì bác nào đang có loa to này, đấy, đang có loa to này, đấy. Thì làm loa trợ lời cực tốt luôn. Trợ lời cực kỳ tốt các bác nhá. Nếu mà như bác nào mà có loa to rồi thì có thể lấy những con này về ghép vào trợ lời cực tốt. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nó là gì? Cái thứ hai là các bác có thể là ghép vào vị như này. Đấy, có công suất này. Đấy, lấy ghép vào thành bộ dàn ví dụ như này. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Vâng. Ghép vào là quá hay luôn. Bởi vì những con này nó hay hơn loa vi tính rất là nhiều các bác nhá, rất rất là nhiều. Loa vi tính thì các bác mới mua xong ví dụ về chỉ để tầm khoảng được 1 2 tháng gì đó là cái phần bát, phần tép của nó tiếng nó khác ngay rồi. Nó không được ngọt ngào như lúc đầu. Đấy. Nhưng với những con này thì các bác đánh dài theo 5 tháng luôn, đánh dài theo 5 tháng luôn mà tiếng nó vẫn cứ vậy, nó không thay đổi gì luôn. Tức là cái cấu hình của nó, cái cốt của nó vẫn giữ được nguyên vẹn cái chất âm từ ban đầu. Đấy, bởi vì các cái nguyên vật liệu của nó để cấu thành nên những con này là đều được sự tính toán rất là tỉ mỉ và kỳ công của các kỹ sư, giáo sư bên Nhật. Đấy, người ta đã nghiên cứu ra những cái sản phẩm như tốt như thế này. Đấy, để cho người dân người ta trải nghiệm. Đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu về cái dòng sản phẩm hàng của nội địa Nhật như thế này thì alo cho em. Thì chốt cho em cặp Victor 3 đồng tiếng này giá là 450 và cặp Peeler Q800 này cũng là 450. Đấy, thì hôm nay là cuối tuần chủ nhật mưa gió thôi em gọi là lên vui hai cặp đấy bán rẻ luôn. Đấy, cho nó vui để các bác gọi là có cơ hội trải nghiệm. Đấy, về hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá, em quay nói thật với các bác là em không phải giấu giếm cái gì cả. Có sao em quay vậy. Đấy còn loa ở đây em test hết rồi, bác test chung lên bình thường nhá. Đấy, cả ba loa này. Đấy, bát tép này em test là nó lên bình thường. Không hề có cái gọi là cái chuyện mà bát tép này nó không lên nhá. Đấy. Em quay gần cái thứ cho các bác xem này. Đấy, hàng nó rất là nghiêm chỉnh, ngon nghẻ. Đấy. Còn hàng bãi cái chuyện mà nó bụi bặm một tí hay là nó hơi gọi là sơ sát nhẹ một xíu đấy. Đấy thì các bác thông cảm nhá, nó không thể tránh được đâu. Cái này nó là hàng bãi mà. Đấy, chứ không phải hàng mới. Đấy, hàng mới thì ví dụ là nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện thì ok không nói làm gì, nhưng mà đây nó là hàng bãi thì mà các bác cũng phải gọi là thông cảm cho nhà buôn nhà bán, không những nhà em hay là nhà nào cũng vậy thôi. Đã buôn bán thì mấy cái gọi là chuyện nó đóng hàng theo lô theo kiện thì về nó hơi bị con này quật vào con kia một xíu, nó là chuyện bình thường các bác nhá. Đấy, nhưng mà để mà nói mà về được những con hàng đẹp như này là tuyệt vời đấy các bạn. Đấy. Đấy thì đồng giá là 450 nhá, tại vì mấy con này nó về không có căng đâu nhá, không có căng đâu thì em để luôn đấy, xả rẻ luôn cho bác là 450. Đấy thì bác nào mà chốt sản phẩm nào thì alo cho em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.